Do thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Thị Châu Sa, 35 tuổi, đồng lõa với Nguyễn Thị Yến, 40 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi cầm cố chiếm đoạt số tiền 3 tỷ 500 triệu đồng. Cụ thể, vào cuối tháng 4 năm 2020, Sa cùng với Yến nhờ dịch vụ trên mạng xã hội làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một lô đất ở phường Hòa Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng với diện tích 105m². Sau khi có giấy tờ giả trong tay, cả hai tung tin mình muốn cầm cố sổ đỏ này để lấy tiền đáo hạn ngân hàng cho khoản nợ của công ty gia đình. Lúc này, một bị hại tin tưởng đã nhận lời thế chấp số tài sản ảo này cùng một lô đất khác của Sa với số tiền 3 tỷ 500 triệu đồng trong thời hạn 5 ngày. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng quá thời gian cam kết, Sa vẫn không thanh toán tiền cho bị hại. Về phần Yến, dù biết rõ hành vi phạm tội của Sa nhưng vẫn đồng lõa hỗ trợ Sa phạm tội. Sáng ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thị Châu Sa và Nguyễn Thị Yến về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.